Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Kona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera tatth hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chand uske paas jo misaal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn vũ đạo của yêu là cưới nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngay thôi. Ok, đầu tiên mọi người sẽ đưa tay ra. 1, 2 phủi, 3 phủi, 4. Chống tay lên và cuộn, đưa tay phải lên đằng trước. Ấp tay, mở, mở. Sau đó mọi người để chéo tay lại như thế này. Và ngược ra, kéo tay xuống như thế này. Giống như động tác đếm tiền vậy đó, mọi người sẽ kéo xuống như thế này. Rồi mình sẽ kéo tay trái, tay phải. Đằng sau mình sẽ chỉ ra đằng sau và bên đây ngược lại. Ok, suốt quá trình đó thì mọi người sẽ đánh hông qua lại như thế này nha. Nếu bạn nào chưa biết phần đánh hông thì mình sẽ để link video ở đây nha. Ok, sau khi xong hai động tác này mình sẽ làm động tác vẽ tay và đặt lên 2, 5 như thế này. Sau đó mọi người sẽ quắt tay lên như thế này. Ok, phần hông thì tùy mọi người ha. Rồi sau đó mình sẽ múa quạt một cái và kéo hai tay ra. Những ngón tay của mọi người sẽ làm như thế này nha. Ok, sau đó mình sẽ làm động tác chặt thịt nha. Làm theo tiếng nhạc tăng 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 của nó nha. Sau khi mọi người làm xong động tác này, mình sẽ hất lên một cái và cuộn tay một lần chậm và hai lần nhanh. Sau đó mình sẽ làm động tác quen thuộc là đưa chân lên và để tay lên như thế này hai lần. Ok, hai đi. Chùm chắc, chùm chắc. Rồi mình sẽ đóng tay như thế này và hai lần tay này nữa. Rồi sau đó mình sẽ đặt ở dưới, ở trên, ở dưới, ở trên. Phần cổ tay mình sẽ làm như thế này nha. Rồi 2, tiếp 1, 2, 3, 4. Rồi mình lại tiếp tục xoay như thế này nha mọi người. Sau đó mình sẽ đưa lên, mở ra, đưa lên, mở ra. Còn phần sau mọi người sẽ làm tùy ý nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Chặt thịt nha. Chân lên nè. Chậm tay. Cuộn tay. Ok. Tiếp tự do. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Yêu Là Cưới rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bin thực hiện video dạy nhảy nào thì hãy comment ngay bên dưới cho Bin biết nha. Cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.